Hôm nay Bộ Y tế Campuchia cho biết là thêm nhiều địa phương tại nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 sau khi sự cố lây nhiễm cộng đồng vào ngày 20 tháng 2 ở thủ đô Phnom Penh Hôm qua, Bộ Y tế Campuchia bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai cho cán bộ nhân viên đại sứ quán, tổng lãnh sự quán nước ngoài, cũng như văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế ở nước này. Sức khỏe của gần 90 cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam đều ổn định sau 30 phút tiêm. Tính đến ngày 21 tháng 5, Campuchia đã nhận khoảng 4,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và tiêm cho hơn 2,2 triệu người sau khi khởi động chiến dịch tiêm chủng quốc gia vào tháng 2 vừa qua. Kế hoạch của Thủ tướng Hun Sen là triển khai tiêm 20 triệu liều vaccine cho 10 triệu dân trong cuộc chiến chống COVID-19. Trong khi đó, một số tỉnh của Campuchia đang đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với một loạt đợt bùng phát mới và nâng cấp quản lý các khu vực vàng và đỏ để kiểm soát dịch.